Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đứng ở chỗ này là bãi biển thuộc thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đấy, bãi biển này là một bãi biển còn hoang sơ nha quý vị. Ở đây ngoài này người ta nuôi tôm hùm này. Đó, nuôi tôm hùm. Bãi biển này có đá, có bãi cát. Nước biển trong xanh, hôm nay thì nắng vàng, cát trắng, biển xanh, nắng vàng, khá là đẹp. Hôm nay sóng hơi to, bình thường ở trong này nó gần cái vịnh ấy, thì sóng nó nhỏ, hôm nay gió có vẻ gió nhiều nên sóng hơi to. Đó. Nhưng mà bãi này tắm được nha quý vị. Ở dịch phía trên kia có khu du lịch đảo Hoa Vàng, rồi khu du lịch Vĩnh Châu. Em bé bên kia núi thì có cái cà phê và lưu trú sau biển cũng khá đẹp. Quý vị ra đây thì có thể được có thể là được trải nghiệm một số cái dịch vụ gọi là du lịch trải nghiệm, du lịch hoang sơ. Thì tôi ra đây để giới thiệu cái bãi biển, và ở trong kia chúng tôi có một cái lô đất đang chào bán. Thì đất ở đây thì giá vẫn còn rẻ, mặc dù rất gần biển nha quý vị. Lô đất đấy thì cách biển chỉ chừng khoảng 70-80 mét thôi. Đây, đứng đây thì sẽ cho quý vị xem được cái lô đất ở chỗ cái cây dừa kia. Cây dừa và có cái ô tô đen đen đang đỗ ở đây này. Đó. Cái ô tô đen đang đỗ ở đấy, cái chỗ mặt đường bê tông ấy nha quý vị. Lô đất thì ở chỗ đó. Từ chỗ đó vào trong này chắc khoảng 50 mét. Và bãi biển thì ở dưới này. Ở đây thì người ta có mấy cái lồng xanh xanh này là người ta nuôi tôm hùm trong này nhá. Quý vị ra đây cũng có thể trải nghiệm cái lặn trong cái lồng tùng cái lồng tôm hùm này, đi theo thuyền theo ghe ra ngoài. Người ta là thả cái lồng này xuống dưới biển. Người ta dùng các cái phao gắn vào, các cái thùng nhựa gắn vào để cho nó nổi lên. Xong người ta treo lơ lửng đó và người ta nuôi tôm ở trong đó. Ngoài này đặc trưng là nuôi tôm hùm, nước ở đây rất là sạch thì mới nuôi được tôm hùm nha quý vị. Nước bẩn nó không có nuôi được. Đó. Bãi biển này xung quanh này cũng là núi luôn, trong này nó gần như một cái vịnh vậy ạ. Ở xa xa bên kia là đảo Bình Ba. Thì sẽ lại gần cho quý vị xem cái chỗ lô đất. Đây nha quý vị, cái lô đất này thì chưa được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chủ đang làm việc để dọn sạch rác và có thể tỉa bớt cây cho nó thoáng đẹp. Chỗ này là mặt đường tiền đường nhựa, đường này đường bê tông. Đường bê tông liên thôn nha quý vị, đường chính của cái thôn Bình Lập và thôn Tàu Bẻ ở đằng bên này là thôn Tàu Bẻ, còn chỗ này là thôn Bình Lập trở ra. Lô đất của mình thì bắt đầu từ cái chỗ danh cái cột điện này. Nó bị hơi chói nắng nha quý vị. Bắt đầu từ cái chỗ cột điện này, chạy dọc đây đến hết cái hàng rào của cái nhà này. Rồi có cái nhà cấp 4, nhà mái tôn tạm bợ này, người ta cũng bán nước, kinh doanh bán nước ở đây. Đấy, giữ xe tắm biển này hoặc là bán nước giải khát, xăng xe các thứ. Trên lô đất thì có xoài và điều nha quý vị, mấy cái xoài to lắm. Vị trí là đến hết cái chỗ rào lưới này, sang bên cái cột bê tông này là lô có đất của người khác rồi. Đấy, bên này thì đang giao giá 2 triệu một mét vuông này. Bên này cũng có một lô nha quý vị, bên này lô này to hơn, lô này 1 hecta 2, mà cái diện tích mặt tiền thì lại được ít hơn. Lô này hình như được khoảng ba mấy, gần 40 mét mặt tiền, còn lô này thì được hơn 50 mét mặt tiền nha quý vị. Thì từ cái mặt đường bê tông này có một cái đường dân sinh hay đi ra biển để người ta làm tôm hùm, là cái đường mòn vừa tôi đi ra quay phía biển cho quý vị. Còn lô đất này thì có rất là nhiều cây xoài rất là khổng lồ, xoài cổ thụ rất là bự. Trong này là có chỗ có người ở nên người ta dọn tương đối sạch sẽ này. Khi mà ai về mà làm có thể nghỉ dưỡng hoặc làm homestay du lịch ở đây là đất quy hoạch thương mại dịch vụ nhỏ lẻ nhé, kinh doanh du lịch nhỏ lẻ thì có thể làm được các cái thứ về du lịch nhỏ lẻ. Cái quy hoạch đấy thì người ta đang chuẩn bị công bố. Cái thông tin thì nó tương đối là rõ ràng rồi. Ở đây không có quy hoạch cái gì đặc biệt, nhưng mà cũng không làm được các cái không làm được những cái du lịch lớn và quy mô, vì ở đây nó cũng gần các cái khu quân sự.
Đấy, đất thì chảy dài vào bên trong đến cả 200 mét nha quý vị, giáp vào núi luôn. Cái này chính xác được gọi là lưng tựa núi mà mặt hướng biển này. Đấy, ở đây là rừng vườn điều thôi, không có gì đặc biệt nha quý vị. Lá điều rụng nhiều, phía đằng sau này thì còn nhiều cây cối chưa cả dọn hết. Đấy, đi đằng sau cho quý vị xem thì lưng là giáp núi, mặt thì hướng biển, cách biển là khoảng 80 mét, 70-80 mét gì đó. Bề ngang thì cũng tương đối, lô đất thì cũng không hẳn là vuông đâu, nhưng mà đất vườn thì không thể vuông được. À quên, cái diện tích của lô đất này là 8.400 mấy chục mét ạ. Chú nói tôi cũng quên rồi, để tí là tôi tra lại để tôi đưa thông tin lên trên chỗ tiêu đề, và giá thì chủ đưa ra thì tí nữa tôi cũng sẽ đưa vào cái tiêu đề luôn để quý vị xem, quý vị biết luôn. Ở trong trường hợp sau này giá hiện tại thì tôi sẽ đưa vào tiêu đề. À, nô đít đất còn tít đằng sau cơ, còn rất là khá là xa. Còn đằng sau là lưng là núi, đi vào thì chỗ này đấy quý vị thấy là cũng còn khá là nhiều cây cối hoang sơ. À, vườn này thì chủ yếu là trồng điều và có vài cây xoài cổ thụ ở phía ngoài. Thì ở đây là một khu thu Bình Lập này giới thiệu sơ cho quý vị là một khu mà còn hoang sơ, xung quanh thì là biển, có một đường vào từ ngoài tỉnh lộ 702. Đó. Thì quý vị cứ tìm thôn Bình Lập hoặc là tìm xã Cam Lập là quý vị sẽ nhìn thấy cái phần mà thò ra biển này, và quý vị cần nữa thì chúng tôi sẽ gửi ghim Google Maps cho quý vị có thể đến trực tiếp đây để xem đất được. Lô này thì sổ sách rõ ràng rồi, ở đây có nhiều đất không có sổ nhưng lô này thì sổ sách đầy đủ và rõ ràng nha quý vị. Sơ bộ thông tin thì là như vậy. Nếu quý vị có nhiều quý vị ra đây xem và cũng biết địa hình ở đây rồi cũng có hỏi nhưng mà có vẻ chưa được giá hay sao, chủ chưa bán. Dạo này thì đất nghỉ dưỡng, đất du lịch ấm trở lại, phát triển sôi động trở lại bởi vì là dịch Covid nó cũng đỡ rồi. Không hẳn là đỡ nhưng mà người ta cũng bớt lo sợ khi mà người ta được tiêm vaccine rồi. Du lịch các thứ là lại phát triển trở lại. Ở đây cũng có nhiều khách Tây, nhiều các bạn sinh viên đi phượt là cũng hay ra đây du lịch. Mùa du lịch khá là đông. À, thông tin là như vậy nha quý vị. Thì quý vị nào quan tâm thì alo chúng tôi. Nhưng quý vị có thể xem thông tin ở các phần mô tả và phần tiêu đề. À, thì một lô đất gần biển nghỉ dưỡng giá cũng vừa phải hợp lý. Quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi. Thì, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.